Xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Tôi là Nhật An và ngày hôm nay thì Nhật An sẽ làm video này để giải đáp rất là nhiều những thắc mắc của quý vị trong rất nhiều những video clip của Mắt Hôn từ một khoảng thời gian gần đây. Thì An đã đọc được rất là nhiều comment liên quan đến vấn đề thiết kế nè, vấn đề thi công nữa. Quý vị có rất là nhiều thắc mắc ha. Vậy thì ngày hôm nay Nhật An đã mời đến đây đó chính là chuyên gia là Đức Bình. Đây là kiến trúc sư gọi là chuyên nghiệp từ Mắt Hôn của chúng tôi. Xin chào Bình ạ. Chào Nhật An. Chào quý khán giả. Và phải nói là với cái guồng công việc của Mắt Hôn thì biết rồi ha, rất là bận rộn rồi quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay Bình cũng đã dính một ít thời gian của mình để mà có thể giải đáp một số thắc mắc của quý vị. Cho nên là thôi bây giờ chúng ta không cho mất thời gian nữa, mình vào câu hỏi đầu tiên luôn Bình ha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Đó chính là câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Văn Hậu. Là câu hỏi như sau. Em đang làm việc bên nước ngoài, làm thế nào để em thuê các anh xây trọn gói cho em ạ? Về cái vấn đề mà thuê xây trọn gói này ấy, thì mình có rất là nhiều trường hợp người ở bên nước ngoài đã ký và làm việc với Mắt Hôn rồi. Thì thứ nhất đó, mình có thể là nhờ người thân làm hợp đồng thiết kế giúp và thi công giúp, hoặc là mình có thể là đợi làm trên gửi mail bên Mắt Hôn và sẽ gửi một bộ hợp đồng qua bên cho nhà mình. Nhà mình ký và xác nhận xong và sẽ scan lại và gửi qua bên lại Mắt Hôn để xác nhận. Thì nói chung là rất là linh động trong việc làm hồ sơ như thế này. Nhưng mà ví dụ nếu một cái người đó mà họ ở bất kỳ nước nào thì đều làm được hay sao? Đúng rồi, nói chung là mình chỉ cần là có thông tin đầy đủ của chủ nhà và sổ đất đó, nó có phải có đầy đủ pháp lý thì bên mình mới là tiến hành để thiết kế và xây dựng một cách nhanh chóng và không gặp trục trặc gì. Và với cái câu trả lời này của kiến trúc sư Đức Bình thì hy vọng rằng bạn Nguyễn Văn Hậu đã có câu trả lời cho mình, cũng như là hãy cứ mạnh dạn liên hệ những số hotline của Mắt Hôn thì nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai, đến từ một bạn này được viết tên không giấu nha, cho nên đoán thôi là bạn có thể tên là Sơn Nguyễn ha, hoặc là Sơn Nguyên. Thì nhà em có miếng đất là nền đất đồi hơi cao so với mặt đường, lại có dốc cao, cổng hẹp. Cuối năm nay thì em có ý định xây nhà, vậy công ty có thể thiết kế và thi công trọn gói nhà 2 tầng mái Nhật và chi phí thì tầm khoảng 1 tỷ đến 1 tỷ mốt được không ạ? Có lẽ là cái vấn đề của bạn đặt ra là cái vấn đề là miếng đất mà nền đất đồi á, thì có khó khăn hay sao không ạ? Nói chung là về đất đồi hay là đất ở đồng bằng thì nó quá trình xây dựng thì nó cũng không khó khăn gì. Quan trọng là mình phải xác định được là cái diện tích của nhà mình sử dụng bao nhiêu thì lúc đó mình mới xác định được là kinh phí để mình dự trù bao nhiêu thì nó sẽ phù hợp hơn. Tức là cái vấn đề ví dụ là về đất đồi hay như bạn nói là nó hơi cao so với mặt đường luôn, thì ví dụ một cái nhà 2 tầng thì nó có khó khăn hơn nhà 1 tầng không? Không, nói chung là đất đồi cao hơn thì mặt đường thì coi như là chúc mừng bạn, bạn có một cái khu vực là đẹp trong việc xây dựng nhà rồi. Mình phải đỡ công là sang lớp, cũng như là sau này nếu mà đường có cải tạo tôn nền thì mình cũng không sợ nhà mình sẽ thấp hơn với những nhà xung quanh. Còn về cái vấn đề kinh phí thì như mình đã nói lúc nãy, nó cũng phụ thuộc vào cái chủng loại vật tư cũng như là diện tích mình sử dụng bao nhiêu. Vậy thì một lần nữa thì bạn cứ mạnh dạn liên hệ số hotline ha, thì chắc sẽ được tư vấn kỹ lưỡng hơn và từng giai đoạn, từng thời gian, và chưa biết bạn ở tỉnh nào nữa đúng không? Đúng rồi. Tùy tỉnh thì chúng ta cũng lại có cái chi phí nó khác nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3, là đến từ một bạn tên là Tinh Chu. Thì bạn hỏi là Mắt Hôn có đơn vị nào làm chống sét hiện đại chưa vậy? Về cái vấn đề chống sét này á, thì là bên đơn vị Mắt Hôn đã tiến hành và thi công rất là nhiều rồi. Nói chung là những cái đơn vị của Mắt Hôn làm việc đều phải là đảm bảo uy tín và chất lượng. Thì bạn cứ yên tâm và cứ liên hệ Mắt Hôn để thiết kế, và bạn yên tâm sét nó sẽ không đánh vào nhà bạn. Nhưng mà cái vấn đề sét này đúng là cũng rất là còn quan tâm đúng không? Đúng rồi, nói chung là sét này thì bên Mắt Hôn đã là chú trọng vào trong cái vấn đề là thiết kế mái cũng như là thiết kế điện nước rồi. Mình thấy là hay khi mà em review hồ sơ điện nước của nhiều nhà đã thấy có một cái bản vẽ là mặt bằng chống sét. Đúng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư, đến từ một cái nick tên là DWT Vlogs. Là bạn hỏi là tôi đang dự kiến năm 2022 xây nhà và nhờ bên Mắt Hôn triển khai. Nhưng do hướng đất nhà và dự kiến xây hướng Nam, tôi đi xem bói thì thầy bói có bảo là năm 2022 hướng Nam là hướng sát, không nên xây. Vậy cho tôi hỏi là tôi đăng ký hợp đồng thiết kế
khi xong hợp đồng thiết kế thì có thể hẹn sang năm 2023 ký hợp đồng thi công được hay không? Rất mong được giải đáp. À, cái này thì là đương nhiên là mình có thể là bảo lưu hợp đồng để sang năm 2023 làm việc. Vì bên Mắc Khôn đã có rất là nhiều trường hợp là ký từ mãi năm 2019 cơ. Đó là thiết kế xong hồ sơ nhưng mà nhà có nhiều công việc hoặc là có một số vấn đề gì đó cần giải quyết, không có thể tiến hành thi công kịp thời thì tới những cuối năm 2021 vẫn ký hợp đồng thi công bình thường. Vậy thì trong cái quá trình mà khác nhau như vậy thì đương nhiên cái vấn đề mà dự toán như thế nào nó cũng có sự biến đổi đúng không mình? Đúng rồi, thì lúc mà mình muốn tiến hành xây dựng lại thì bên Mắc Khôn sẽ là tư vấn lại cho bạn về cái đơn giá cũng như là báo giá một là một cách thật là chỉnh chu và chi tiết đúng thời điểm mình đang xây dựng để cả hai bên làm việc đồng nhất với nhau. Và sẵn trong câu hỏi này thì mình thấy có cái ý nó liên quan đến cái việc là phong thủy, thì đúng là đôi khi cái việc mà chúng ta xây nhà thì cũng phải xét tới cái yếu tố đó, chính là cái năm đó có phải là cái hướng nó hợp tuổi mình hay không đúng không? Nói chung là năm mà để xác định hợp hướng tuổi thì nó cũng là rất là phạm trù mơ hồ, tại vì tuổi mỗi người thì nó đã hợp với một hướng nhất định rồi. Chủ yếu năm thì mình xác định là cái thời điểm mình có hợp để xây nhà hay không chứ không phải là hợp hướng. Chứ chẳng lẽ là mình năm này mình không hợp hướng rồi năm sau mình lại xây nhà hướng khác thì không được, tại vì nhà nó nằm một chỗ mà. Đúng rồi. Vậy thì nói chung là gia đình của bạn cứ cân nhắc nhé, và nếu như mình lo ngại cái vấn đề đó thì cũng hãy liên hệ bên Mắc Khôn chúng tôi. Và cái việc mà năm này mình thiết kế và sau đó mình thi công đó là hai cái chuyện hoàn toàn khác nhau đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ đến một câu hỏi em thấy cũng khá là hay nè, đến từ vị trí của bạn Kiều Hun Lovely. Là bạn hỏi là cho tôi hỏi chi phí thi công ở miền Bắc và miền Nam thường có chênh lệch nhiều hay không và vì sao? Thì chi phí mà thiết kế và thi công ở miền Bắc và miền Nam thì nó sẽ có chênh lệch một nhất định. Đầu tiên là về đơn giá nhân công đi. Thì là mình không, tại cái này mình cũng lâu rồi mình chưa cập nhật, thì là đơn giá nhân công ở ngoài miền Bắc thì nó sẽ dao động là rẻ hơn so với miền Nam tầm khoảng từ 200-300 nghìn một mét vuông. Wow. Đó, còn đầu thứ hai là nó còn phụ thuộc vào vật tư. Ví dụ bạn ở Hà Nội thì bạn sử dụng những cái vật tư ở những khu vực lân cận thì nó rẻ hơn. Còn ở trong Nam thì có thể là ở từ dưới ở Hà Tiên mình muốn chuyển lên ở trên Lâm Đồng thì nó cũng rất là khó khăn. Nói chung là nó còn phụ thuộc vào địa hình của mình nữa, mình ở khu vực nào nữa. Vậy là nó chắc chắn là nó cũng sẽ có sự chênh lệch. Vậy thì ví dụ nếu mà chúng ta xây dựng ở những cái nơi mà nó càng xa thì mà di chuyển vật tư, vật liệu nó càng khó khăn thì chắc chắn là giá nó sẽ cao hơn. Đúng rồi, nói chung là giá cả thôi, nó chỉ là chênh lệch nhau về thứ nhất là vật tư, thứ hai là nhân công thôi. Chỉ có hai vấn đề đó thôi. Vậy thì cái điều này thì bạn phải liên hệ với đội của Mắc Khôn và chia sẻ rõ là bạn ở cái khu vực nào. Đúng rồi. Thậm chí là một cái tỉnh thì cũng có những nơi nó lại dễ dàng hơn những nơi khác đúng không? Đúng rồi, nói chung là nó còn tùy thuộc vào cái lúc mà mình vận chuyển vật tư. Có nơi thì vận chuyển bằng ghe, bằng xuồng. Có nơi thì vận chuyển bằng những cái chiếc xe tải, xe ben lớn đó. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, đến từ bạn Luật Nguyễn Quang. Bạn hỏi là cho mình hỏi bên Mắc Khôn thi công trọn gói phần thô thì có bao gồm cả phần khung kèo ngói và lập ngói không ạ? Nếu mà phần thô thì mình xác định là sẽ có bao gồm những phần này. Nhưng mà trong quá trình mà thi công á, mình muốn bổ sung thêm hoặc là mình muốn cắt bớt những cái giai đoạn nào để cho nó phù hợp với lại cái dự trù của mình á, thì mình có thể bàn bạc và trao đổi trước với bên Mắc Khôn. Chúng ta sẽ đến câu tiếp theo, đến từ bạn Điềm Trần. Đó chính là nếu xây mẫu nhà 2 tầng, 3 phòng ngủ thì tầng 1 bạn muốn là gồm có 1 phòng khách, 1 vệ sinh, 1 bếp, 1 phòng ngủ. Tầng 2 là 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Và móng thì đóng cọc tre. Thì chi phí bạn cần dự trù là khoảng bao nhiêu? Với những cái mẫu nhà như thế này, để xác định chi phí thì mình chỉ xác định theo được là đơn giá mét vuông thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 5 triệu tới 6 triệu một mét vuông thôi. Nó còn phụ thuộc vào cái kinh phí với diện tích của nhà mình dự trù bao nhiêu. Bạn mà dự trù tầm khoảng là 110 mét vuông sàn thì nó sẽ giá khác. Còn nếu mà bạn dự trù 200 mét vuông sàn thì đương nhiên nó sẽ cao hơn. Và cái công năng thì mình để ý ở đây là cái công năng nhà nó cũng rất là cơ bản luôn. Đúng giống rồi. Không là một phòng ngủ, một phòng khách, nói chung là những cái nó cũng khá là cơ bản. Đúng rồi, những cái công năng này thì đa số là trên những cái video clip của Mắc Khôn đều đã tư vấn rất là đầy đủ rồi. Và thường á Bình ơi, ví dụ nếu mà gia đình á mà họ đến họ trao đổi với mình á, thì khi mình có cần nghe đến cái số lượng thành viên của gia đình để mình tư vấn cái phòng ngủ hay không, hay là thường là khách người ta có ý định từ trước? Thường thường là khách sẽ có ý định từ trước.
Nhưng mà mình cũng phải là phải tư vấn cho khách hàng, ví dụ như là số lượng phòng ngủ á, phòng con trai nó sẽ có những nhu cầu khác nhau, phòng con gái có nhu cầu khác nhau. Mình phải tư vấn làm sao để những cái vị trí phòng nó phù hợp với từng người. Ví dụ như là phòng của những bé trai linh động thì mình có thể đặt ở giữa nhà để mình có thể là hoạt động nhiều hơn. Còn bé gái thì cần những khu vực riêng tư thì mình có thể đặt ở những khu vực cuối nhà để có thể tiếp cận khu vực vệ sinh cũng như là không gian mình yên tĩnh hơn. Còn ví dụ phòng ông bà thì thường sẽ ưu tiên là ở bên dưới đúng không? Đúng rồi, nói chung là phòng ông bà, ví dụ như nhà có lầu thì ông bà sẽ ở dưới để mình thuận việc cho việc đi lại, chứ người già không thể nào mà cứ lên lầu xuống lầu thường xuyên được. Đúng rồi, rất là khó khăn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Đó sẽ là câu hỏi đến từ bạn Chiếu Nguyễn Văn, là mình đã xây ở Tây Ninh chưa? Mình ở đây chắc là ý hỏi là mắc hôm á, là đã xây dựng ở Tây Ninh chưa đó. Và định xây nhà mà mỗi công ty lại báo giá trọn gói khác nhau nhiều quá. Cái về cái vấn đề mà xây nhà ở Tây Ninh chưa thì mắc hôm đã có vài căn, hình như là vài căn á, ở Tây Ninh rồi. Nói chung là bạn muốn có cơ hội tham quan thì bạn có cứ liên hệ với bên mắc hôm trước để bên công ty có thể sắp xếp cho bạn đi tham quan. Còn về cái vấn đề giá vật tư thì nó còn phụ thuộc vào đơn vị đang làm việc, đơn vị bạn tư vấn á, nó đang làm việc với những cái cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư như thế nào nữa. Nó còn phụ thuộc vào mình, bên mình nếu mà mình được đạt được chiết khấu tốt thì mình sẽ là báo giá bạn giá tốt hơn. Đúng rồi. Nói chung là cũng có rất là nhiều yếu tố nó sẽ tác động đến cái chi phí cuối cùng mà đúng gia đình rồi. Phải chi cho căn nhà đúng không? Đúng rồi. Và phải nói là rất rất là cảm ơn Bình ngày hôm nay đã dành thời gian để mà giải đáp một số câu hỏi, thật sự là cũng còn rất là nhiều luôn. Nhưng mà ở đây là An đã lọc ra những cái câu hỏi mà mình cảm giác là nó có rất là gọi là rất là phân vân á, kiểu như là đội ngũ ở bên truyền thông cũng chưa biết trả lời thế nào, cho nên phải mời đến những chuyên gia như thế này đó quý vị ha. Và nếu như quý vị vẫn còn những thắc mắc gì thì cứ đừng ngần ngại, hãy comment ngay bên dưới video này cũng như là những video khác của Mắc Hôm. Thì một ngày nào đó thì đương nhiên khi mà Nhật An tổng hợp lại thì Nhật An sẽ có thể là mời Bình nè, hoặc là những kiến trúc sư khác, hoặc là đặc biệt có thể là anh Tuấn là tổng đốc của Mắc Hôm sẽ giải đáp cho tất cả quý vị. Và phải nói là rất cảm ơn Bình vì ngày hôm nay đã dành thời gian để chia sẻ với tất cả quý vị nhé. Okay. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.